Chi bộ cơ quan văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tới dự. Các đại biểu nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đồng chí Nguyễn Văn Giang, Bí thư Chi bộ, quyền Tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố ghi nhận trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Văn Giang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Chúc đồng chí Nguyễn Văn Giang tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.